Những ngày này, câu lạc bộ dân vũ của những hội viên cựu chiến binh tổ 2, phường Đống Đa trở nên sôi động hơn nhờ những bài tập tràn đầy sức sống và khí thế của các ca khúc cách mạng. Tất cả các hội viên đều đã lên chức bà nội, bà ngoại, nhưng khi khoác trên mình màu quân phục nền nã, chỉn chu trong giai điệu hào hùng, mỗi động tác múa dân vũ vẫn uyển chuyển, nhanh nhẹn như thuở đôi mươi. Các cô sẽ có phần biểu diễn trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ của tổ dân phố, nên những buổi sinh hoạt như thế này sẽ phải thật hoàn hảo. Bên cạnh đó, duy trì đều đặn các buổi tập dân vũ chính là cách mà chi hội trưởng Nguyễn Minh Chí cùng các hội viên cựu chiến binh nữ rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Qua hoạt động của câu lạc bộ khiêu vũ thể thao thì mang lại hiệu quả rất lớn. Thứ nhất là câu lạc bộ thể thao thì cũng là một nơi để chúng ta tập hợp chị em, trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống sau một ngày làm việc. Thì chị em có những cái thư giãn để tâm sự, rồi cũng giao lưu, rồi luyện tập để mang lại sức khỏe cho chị em và cho cộng đồng. Ngoài câu lạc bộ dân vũ, chi hội cựu chiến binh của bà Nguyễn Thị Minh Trí còn có câu lạc bộ bóng chuyền của nam hội viên. Ba nhóm hội viên giúp nhau phát triển kinh tế với số tiền quay vòng 250 triệu đồng, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội hỗ trợ hội viên. Các câu lạc bộ, tổ nhóm tiết kiệm thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đây là những cố gắng mà chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh cùng với cấp ủy, các chi hội đoàn thể phối hợp tổ chức tốt để hội viên cựu chiến binh có môi trường rèn luyện, sống vui, sống khỏe, được giúp đỡ khi khó khăn. Tham gia là cứ nêu gương cái phẩm chất bộ đội của Hồ, cho nên mình làm được cái việc như đó. Mà đối với tôi làm thì tôi làm cứ cùng nói, nhiều lúc cùng nói thôi, đáng này cái tuổi này thì mình tham gia cho vui, vì mình vì mọi người thôi. Mình cái gì có lợi cho dân thì mình tham gia, mình giúp đỡ dân, đi đến gần dân hơn, đi gần gũi dân thì mình nắm hiểu được tình hình của dân ấy. Ví dụ như hội viên thì mình phải nắm được từng tâm tư nguyện vọng của hội viên, họ yêu cầu như thế nào, thì mình cũng cái gì mình tư vấn được cho hội viên thì mình tư vấn, còn những cái gì thì mình học hỏi thêm, xin ý kiến của cấp trên này chỉ giáo luôn, rồi mình hãy đến cho hội viên để cho hội viên nắm được cái đường, chủ yếu là làm sao mà hội viên nắm được đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chấp hành tốt được các cái chủ trương chính sách của Đảng và các cái quy chế của địa phương. Đó là điều mong muốn nhất là của tôi. Không chỉ hăng hái xây dựng và tham gia phong trào do chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương phát động, nhận sự tín nhiệm cao từ hội viên, bà Trí còn đảm đương thêm nhiều vai trò khác như chi hội trưởng Hội Chữ Thập Đỏ, cộng tác viên dân số, chi hội trưởng Hội Khuyến Học. Ở cương vị nào, bà cũng gương mẫu, tận tụy hết mình, hoàn thành trách nhiệm được giao. Thường xuyên cùng lãnh đạo, các hội đoàn thể vận động người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Cô lớn tuổi, tuổi cao nhưng mà tinh thần trách nhiệm, năng động trong công tác. Quản lý một chi hội là 170 đảng viên, cán bộ trung cao của quân đội là chiếm 50%. Đặc biệt là các cái lúc hội viên khó khăn như là tan gia hiếu hỷ, đồng chí huy động tất cả hội viên đến chia sẻ, giúp đỡ gia đình hội viên vượt qua nỗi đau. Trong những năm qua là một cái chi hội hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao, xuất sắc. Với chị Trí thì tuổi cũng cao nhưng mà cái sự nhiệt tình, tâm huyết về năng lượng thì rất chi là tốt. Và chị đã vận động chị em với tinh thần đoàn kết xây dựng chi hội ngày càng phát triển và gắn bó với nhau. Thì chính từ những chị Trí mà đã nhân rộng các cá nhân rất chi là tích cực tham gia trong các cái buổi sinh hoạt hội họp. Với chị em thì đấy là một cái lửa để chị em tham gia tích cực hơn. Chi hội cựu chiến binh tổ 2, phường Đống Đa hiện có 162 hội viên, không còn hội viên nghèo, đa phần có cuộc sống khá giả trên trung bình. Cựu chiến binh lớn tuổi được chăm sóc tốt cả về đời sống vật chất tinh thần, luôn là tấm gương sáng phát huy phẩm chất,
truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Đó chính là món quà lớn đối với những cán bộ hội nhiệt huyết, tận tâm như bà Nguyễn Thị Minh Trí. Hơn cả những bằng khen, giấy khen mà cá nhân bà được trao tặng những năm qua. Để mỗi ngày, những cựu chiến binh mãi sống vui, sống khỏe, sống như những đóa hoa, tỏa hương giữa đời thường.